Một tuần biến động nghẹt thở của thị trường vàng với hai lần gần chạm đỉnh cao nhất trong vòng 8 năm và vẫn neo cao ở chốt phiên cuối tuần. Cùng theo dõi những cập nhật mới nhất về tỷ giá vàng và ngoại tệ trên thị trường thế giới và trong nước cùng FBNC trong bản tin tỷ giá FBNC cuối tuần ngày 11 tháng 4. Điểm lại một tuần giao dịch trên thị trường vàng vừa qua, cả vàng thế giới và trong nước đều có một tuần tăng giảm biến động nghẹt thở khi vàng nhảy số giằng co liên tục và chạm đỉnh hai lần trong tuần. Một lần vào ngày 7 tháng 4 khi có tổ chức kinh doanh vàng tại Việt Nam bật tăng đến 700.000 đồng một lượng. Và một lần vào phiên giao dịch hôm qua khi các tổ chức và ngân hàng niêm yết giá vàng tăng gần 1 triệu đồng một lượng so với phiên liền trước. Chốt phiên cuối tuần, đà tăng tuy đã giảm nhiệt, một số nơi giảm rất ít, đứng yên hoặc tăng nhẹ, nhưng chung quy đều neo vàng ở mức giá cao hơn trong vòng một tháng qua. Bản tin tỷ giá FBNC sẽ cập nhật giá vàng cuối tuần thứ Bảy ngày 11 tháng 4 với những số liệu mới nhất về giá vàng trong nước như sau. Đầu tiên sẽ là thông tin về giá vàng miếng SJC niêm yết tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Sài Gòn. Sau khi tăng đồng đều 250.000 đồng một lượng ở cả hai chiều trên khắp thị trường vào phiên hôm qua, giá vàng SJC hôm nay đã giảm nhẹ lại 50.000 đồng một lượng mỗi chiều, không ảnh hưởng nhiều đến mức neo cao của vàng. Cụ thể, giá một lượng vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Sài Gòn sau khi giảm 50.000 đồng mỗi chiều được niêm yết ở ngưỡng 47.400.000 đồng chiều mua vào, còn ở chiều bán ra là 48.250.000 đồng một lượng. Biên độ mua bán phòng ngừa rủi ro tại SJC vẫn giữ bằng các phiên trước là 850.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại Hà Nội cũng nằm ở mức là 47.400.000 đồng một lượng chiều mua vào, nhưng ở chiều bán ra thì vẫn cao hơn thành phố Hồ Chí Minh 20.000 đồng là 48.270.000 đồng một lượng. Tại những tỉnh thành vùng miền khác ở Việt Nam, giá vàng SJC niêm yết cũng giảm nhẹ đồng loạt 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Vàng miếng SJC ở Biên Hòa, miền Tây, Quảng Ngãi được niêm yết bằng với giá ở thành phố Hồ Chí Minh. Giá mua vào là 47.400.000 đồng một lượng và bán ra là 48.250.000 đồng một lượng. Còn vàng miếng SJC ở Đà Nẵng, Cà Mau, Long Xuyên lại được niêm yết giá bằng với Hà Nội. Chiều mua vào đều ở mức 47.400.000 đồng một lượng, còn chiều bán ra là 48.270.000 đồng một lượng. Tình hình giá vàng miếng SJC ở Bình Dương, Bình Phước, Bạc Liêu, Quy Nhơn, Hậu Giang, Phan Rang, Hạ Long, Quảng Nam giữ biên độ mua bán phòng ngừa rủi ro cao hơn Hồ Chí Minh là 40.000 đồng, niêm yết giá mua vào là 47.380.000 đồng một lượng, giá bán ra là 48.270.000 đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC mua vào tại Huế thấp nhất trong tất cả thị trường, giữ ở mức 47.370.000 đồng một lượng, nhưng giá bán ra là 48.280.000 đồng một lượng, cao hơn cả Hồ Chí Minh và Hà Nội. Giá vàng miếng SJC tại Nha Trang cũng giảm đồng loạt 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều như số liệu được cập nhật trên màn hình. Riêng giá vàng miếng SJC tại Đà Lạt vẫn giữ cao hơn mặt bằng chung sau khi đã điều chỉnh giảm, nằm ở mức 47.420.000 đồng một lượng chiều mua vào và chiều bán ra là 48.300.000 đồng một lượng. Về giá vàng SJC niêm yết tại các tổ chức thương hiệu lớn ở phiên cuối tuần 11 tháng 4 có sự tăng giảm và đứng yên không đồng đều, thậm chí là trong chung một tổ chức khác thị trường. Theo đó, ở Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, sau phiên hôm qua bật tăng từ 400 đến 600.000 đồng một lượng ở cả Hồ Chí Minh và Hà Nội, thì phiên hôm nay đã đứng yên không thay đổi giá ở thị trường Hồ Chí Minh. Riêng với thị trường Hà Nội, Doji giảm nhẹ lại 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng một lượng chiều bán ra như số liệu được cập nhật. Với công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNG, sau 2 ngày chốt phiên không có sự điều chỉnh nào về giá bất chấp sự bật tăng vũ bão của thị trường, thì sang hôm nay chốt phiên cuối tuần 11 tháng 4 đã tăng đồng loạt 300.000 đồng một lượng trên cả hai chiều ở cả hai thị trường Hồ Chí Minh và Hà Nội. Biên độ mua vào bán ra vẫn ở mức 1,2 triệu đồng một lượng. Đây hiện vẫn là doanh nghiệp có chênh lệch giữa giá mua và bán rộng nhất trên thị trường để phòng ngừa rủi ro. Với Phú Quý SJC, sau phiên bật tăng đồng đều 300.000 đồng một lượng ở cả hai chiều, thì hôm nay cũng đã giảm lại 300.000 đồng một lượng chiều bán ra và 250.000 đồng một lượng chiều mua vào. Tại một số doanh nghiệp tổ chức kinh doanh vàng như Bảo Tín Minh Châu, My Hồng và Ngọc Hải SJC, hiện tại không ghi nhận số liệu nào được thay đổi so với các phiên từ cuối tuần trước vì đang tạm đóng cửa theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Đặc biệt với giá vàng SJC niêm yết tại các ngân hàng, sau một ngày chứng kiến sự tăng vọt vũ bão với mức tăng cao gần 1 triệu đồng một lượng, thì chốt phiên cuối tuần đã trở lại đà điềm tĩnh, giảm nhẹ, đứng yên hoặc là tăng ít.
Theo đó, giá vàng niêm yết tại ngân hàng SCB hôm nay 11 tháng 4 sau phiên nhảy vọt số hôm qua đã giảm nhẹ lại 50.000 đồng một lượng chiều mua vào, nhưng ở chiều bán ra lại tăng nhẹ 50.000 đồng một lượng, kéo rộng biên độ mua bán phòng ngừa rủi ro. Ngân hàng TP Bank Gold cũng ghi nhận mức tăng giảm không đồng đều, kéo rộng biên độ mua bán phòng ngừa rủi ro trong phiên cuối tuần này. Khi ở thị trường Hồ Chí Minh đã giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào, nhưng lại tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Với thị trường Hà Nội, TP Bank Gold giảm đi 300.000 đồng một lượng chiều mua vào, nhưng giữ nguyên giá bằng chốt phiên hôm qua ở chiều bán ra. Riêng ở hai ngân hàng Sacombank và Eximbank đều không ghi nhận sự thay đổi nào về giá vàng SJC niêm yết so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Chuyển sang một vài thông tin về giá vàng nhẫn, giá vàng nữ trang 4 số 9, giá vàng 24K, giá vàng 18K, giá vàng 14K và vàng 10K niêm yết tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC trong phiên ngày hôm nay 11 tháng 4. Sau 2 ngày giữ vững đà tăng, giá vàng nữ trang cũng đã chọn cho mình sự bình ổn vào cuối tuần này, đứng yên giữ ngưỡng bằng với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Cùng nhìn lại giá vàng nhẫn 4 số 9, 1 chỉ đến 5 chỉ đang được niêm yết ở mức 45 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 46 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Giá vàng nữ trang 4 số 9 chiều mua vào là 44 triệu 600 ngàn đồng một lượng, còn chiều bán ra là 45 triệu 700 ngàn đồng một lượng. Giá vàng nữ trang 24K, giá vàng 18K, giá vàng 14K và giá vàng 10K cũng không có sự điều chỉnh nào về giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua như số liệu được cập nhật trên màn hình. Quay trở lại với thị trường vàng thế giới, theo Kitco, giá vàng đang giao dịch tăng mạnh và ở mức cao nhất trong vòng 8 năm qua. Mọi nguyên nhân khả quan cho đến thời điểm hiện tại xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm sự trú ẩn an toàn trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có nguy cơ rơi vào suy thoái. Đến 11 giờ trưa ngày 9 tháng 4, giá vàng thế giới đã tăng vọt lên mức cao nhất trong một tháng qua, ở mức 1.685,6 đô la Mỹ một ounce ở chiều mua vào và 1.686,1 đô la Mỹ một ounce ở chiều bán ra, tăng đến 36,4 đô la Mỹ một ounce so với cùng thời điểm phiên liền trước. Sau đó giá vàng tiếp tục nhích nhẹ theo đà đi lên, lần lượt tăng 0,25 đô la Mỹ và dừng lại ở ngưỡng tăng cuối trong chốt phiên cuối tuần 11 tháng 4 là 0,5 đô la Mỹ. Các hợp đồng vàng tương lai đã có một phiên tăng mạnh trong ngày 9 tháng 4 để đóng cửa tại mức cao nhất trong 8 năm qua, tăng 37 đô la Mỹ lên 1.686 đô la Mỹ một ounce. Tiếp đó đã có thời điểm hợp đồng vàng giao tháng 6 đã tăng 61,3 đô la Mỹ lên mức 1.745,9 đô la Mỹ một ounce. Như vậy, tổng kết tình hình thị trường vàng trong nước và trên thế giới sau một tuần giao dịch từ ngày 6 tháng 4 đến 11 tháng 4 như sau. Mở cửa phiên đầu tuần, giá vàng đếm ngược đi lùi mất ngưỡng 1.620 đô la Mỹ một ounce, mặc dù hàng loạt dự báo vàng sẽ tăng tích cực được đưa ra từ các chuyên gia trong tuần trước. Tuy vậy, liền phiên hôm sau, toàn bộ thị trường được một phen bất ngờ khi chứng kiến vàng quay đầu tăng phi mã gần 50 đô la Mỹ vào ngày 7 tháng 4 lên 1.663,9 đô la Mỹ một ounce. Sau một ngày tăng kỷ lục này, tình hình vàng bắt đầu rơi vào trạng thái điều chỉnh nhảy số giằng co, biến động khó lường, gây hoang mang và khó chịu cho nhiều nhà đầu tư. Đúng kiểu tâm lý 30 chưa phải là Tết, khiến một số người chùng tay không dám đầu tư mạnh vào vàng. Đã có một vài nhận định giúp xoa dịu thị trường được đưa ra trong thời điểm này từ những phân tích thông số và khảo sát từ Kitco rằng vàng vẫn đang neo mình ở chiều hướng đi lên, mức giảm 20 đến 30 đô la Mỹ là bình thường sau khi vàng đã tăng vọt cả trăm đô la Mỹ tính từ những phiên trước đó nữa. Tuy nhiên, sau tất cả, giá vàng đã đóng cửa phiên cuối tuần ngày 11 tháng 4 vẫn đang ở đà tăng cao, neo mình ở ngưỡng gần chạm đỉnh trong vòng gần 8 năm qua, với giá vàng giao ngay là 1.686,6 đô la Mỹ một ounce và hợp đồng vàng giao tháng 6 vượt ngưỡng 1.700 đô la Mỹ một ounce lên mức 1.745,9 đô la Mỹ một ounce. Nguyên nhân chính yếu cho một tuần đầy biến động vẫn là nằm ở diễn biến tiêu cực từ tác động của đại dịch COVID-19 lên toàn bộ chất lượng cuộc sống và nền kinh tế toàn cầu. Hàng loạt dự báo cho thấy nhiều nền kinh tế thế giới sẽ rơi vào tình trạng suy thoái. Pháp trong tuần này đã đưa ra cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 1945, trong khi Thủ tướng Nhật Bản cũng vừa ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng một tháng đối với 7 tỉnh thành kể từ ngày 7 tháng 4. Từ đó, nhiều chuyên gia đã cho biết rằng dẫu có nhiều lực cản khiến vàng mất đà tăng và giằng co trong tuần như khả năng giảm sâu rồi bật tăng trở lại của các thị trường chứng khoán hay cơn lốc tăng trưởng của đồng đô la Mỹ. Song với các nỗ lực kích thích và biện pháp hỗ trợ tài chính giúp phục hồi nền kinh tế các nước vượt qua khủng hoảng từ COVID-19, đơn cử như gói hỗ trợ khổng lồ trị giá 2.300 tỷ đô la Mỹ từ Fed, được giới phân tích nhận định như một quả bom góp phần thúc đẩy đà tăng trưởng của các kim loại quý. Theo Suki Cooper, nhà phân tích kim loại quý tại Standard Chartered PLC cho biết, kích thích tiền tệ và tài chính chưa từng có, lãi suất thấp trong thời gian dài sẽ tiếp tục giúp vàng thu hút các nhà đầu tư.
Cũng tương tự nguyên do như Suki Cooper lý giải, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs Mỹ dự báo giá vàng có thể đạt mức 1.800 đô la Mỹ một ounce trong quý 2 năm 2020, tăng thêm 100 đô la Mỹ so với dự báo của chính ngân hàng này đưa ra trước đó. Ngân hàng ANZ cũng đưa ra mức dự báo giá vàng có thể chạm mức 2.000 đô la Mỹ một ounce trong quý 2 năm nay. Ngân hàng đầu tư TD Securities cũng dự báo giá vàng sẽ tăng lên 1.800 đô la Mỹ một ounce vào thời gian không xa và đạt 2.000 đô la Mỹ một ounce vào cuối năm nay. Tuy vậy, mọi dự báo trong thời điểm biến động hiện tại đều không có gì đảm bảo. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Đinh Thế Hiện chia sẻ trên báo Thanh Niên rằng mọi dự báo của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào cũng chỉ mang tính tham khảo, không tác động được đến giao dịch hay giá vàng trên thị trường. Ông phân tích thêm, ở thời điểm hiện tại, nhiều thông tin đều cho thấy các nhà đầu tư tổ chức này đều gia tăng tiền vào trái phiếu chính phủ Mỹ và điều đó giúp đồng đô la Mỹ giữ giá ở mức cao. Theo nguyên tắc, khi đồng đô la Mỹ suy yếu mới có thể kích thích giá vàng đi lên. Dù diễn biến của dịch bệnh hiện nay không ai có thể đoán trước được, nhưng tôi cho rằng trong năm nay giá vàng cũng chưa thể tăng quá cao. Chuyển sang những số liệu mới nhất về tỷ giá ngoại tệ. Sau đây là bảng giá ở chiều mua và bán được niêm yết ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày cuối tuần thứ Bảy 11 tháng 4. Không có sự tăng giảm nào ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch 2 ngày trước ở tất cả các đồng ngoại tệ. Giá 1 đô la Mỹ mua vào là 23.175 đồng và bán ra là 23.650 đồng. Giá 1 euro mua vào là 24.509 đồng và bán ra là 26.025 đồng. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng 11 tháng 4 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.221 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, tăng giảm 0 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Về tình hình thị trường dầu trong tuần này, một sự kiện nổi bật đó là cuộc họp từ xa của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh vào ngày 9 tháng 4 để thảo luận về việc cắt giảm sản lượng dầu thô đáng kể, với mức giảm sản lượng kỷ lục lên đến 10 triệu thùng dầu một ngày trong tháng 5 và tháng 6. Theo Kiko, các báo cáo mới nhất cho biết Nga đang lên kế hoạch cắt giảm sản lượng rất lớn. Nhiều nhà đầu tư cũng đang quan sát chờ đợi một đợt cắt giảm chung từ 10 đến 15 triệu thùng một ngày. Một nhà quản lý dầu ở Texas cho biết chính quyền địa phương tại đây này cũng có thể cắt giảm sản lượng dầu của mình, với suy đoán rằng việc cắt giảm đáng kể trong sản xuất dầu toàn cầu sẽ được các nhà sản xuất lớn đồng ý, đã giúp hồi phục thị trường dầu thô tương lai trong vài tuần qua. Giá dầu thô niêm yết trên sàn NYMEX đã có dấu hiệu điều chỉnh tăng nhẹ và giao dịch quanh mức 25,25 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá tuần trước giảm xuống dưới 20 đô la Mỹ. Với dầu WTI đóng cửa phiên cuối tuần hôm qua giảm 9,29% xuống 22,76 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô WTI có thời điểm chạm mốc tới 12% trước thông tin Nga và Saudi Arabia thảo luận cắt giảm tới 20 triệu thùng một ngày. Tuy nhiên, chốt phiên ngày 9 tháng 4, giá dầu WTI vẫn đi xuống do các nhà đầu tư lo ngại việc cắt giảm sản lượng 10 triệu thùng dầu một ngày là chưa đủ so với những gì mà thị trường cần lúc này. Trong khi đó, giá dầu Brent giảm 4,14% xuống 31,48 đô la Mỹ một thùng sau khi chạm đỉnh trong phiên là 36,25 đô la Mỹ một thùng, theo Bloomberg. Cũng trong phiên giao dịch cùng ngày, hợp đồng xăng giao tháng 5 giảm 0,1% xuống 67,73 xu một galon. Hợp đồng dầu sưởi và khí thiên nhiên giao tháng 5 cũng giảm lần lượt 3,8% và 2,8%. Thứ Năm ngày 9 tháng 4 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của tuần này đối với hầu hết các thị trường trước kỳ nghỉ thứ 6 tuần thánh và cuối tuần phục sinh. Thị trường chứng khoán toàn cầu đã có một phiên giằng co suýt sau vào đêm ngày thứ Tư. Các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ cao hơn rất nhiều so với phiên giao dịch giữa ngày tại New York. Những nhà đầu tư chứng khoán đã có một tuần khả quan. Các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đã chứng kiến xu hướng tăng giá trong ngắn hạn phát triển. Điều này cho thấy ít nhất là các mức thấp trong ngắn hạn đang diễn ra. Chứng khoán Mỹ tăng mạnh vào chốt phiên cuối tuần sau khi Fed đã công bố một loạt chương trình bao gồm những khoản vay hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tổng trị giá lên tới 2,3 ngàn tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ nền kinh tế. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số Dow Jones tăng 1,22% lên 23.719 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 1,45% lên 2.789 điểm, chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 0,7% lên 8.153 điểm. Cổ phiếu của JP Morgan bứt phá gần 9% để dẫn đầu đà tăng của Dow Jones. Cổ phiếu Dow In tăng 5,1%, còn cổ phiếu Goldman Sachs tăng 4,1%. Tài chính là lĩnh vực có thành quả tốt nhất thuộc S&P 500 khi tăng hơn 5%. Như vậy, khép lại tuần qua, phố Wall đã có một tuần tăng mạnh khi S&P 500 đã tăng 12,1%, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ năm 1974. Nasdaq có tuần có thành quả tốt nhất kể từ năm 2009 khi tăng 10,6%. Dow Jones cũng leo dốc hơn 12%, ghi nhận tuần tăng mạnh kỷ lục. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Tỷ giá FBNC. Vừa rồi là những cập nhật mới nhất trong bản tin ngày 11 tháng 4 và tổng kết toàn bộ diễn biến trong tuần qua. Đừng quên like và subscribe kênh FBNC Việt Nam để không bỏ lỡ những cập nhật tỷ giá mới nhất.